đam mê với nghề, đam mê với vốn âm nhạc truyền thống của dân tộc mình, của quê hương mình. Đông đưa đông đưa chiều vĩ xa. Trăng nghiêng chiều vào mắt ai thầm sâu. Rồi tóc em qua cầu, rồi lòng người chờ mong. Tay mắt theo ai về, suốt đường chiều ngẩn ngơ. Bài hát Trăng nghiêng này của thầy Vĩnh Phúc cùng với sự động viên khích lệ của thầy đã giúp chàng trai này tự tin lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát sông Hương. Học theo thầy, Tiến vừa nghiên cứu vừa say sưa sáng tác. Tình yêu âm nhạc đã giúp Tiến thăng hoa và bước đầu thành công trên con đường nghệ thuật. Thầy Phúc là một tấm gương sáng tạo cho những lớp học trò như Tiến. Thì em cũng được học hỏi ở thầy rất nhiều về cái cách làm việc của thầy. Ví dụ như là cách quay phim thế nào, phỏng vấn nghệ nhân thế nào, hay là cách ghi chép, cách làm một cách khoa học. Thầy Phúc có thể nói là một con người.